Hello mọi người đã quay trở lại với kênh của Hà. Trước khi vào video, mọi người bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà nhá. Bên cạnh Hà có một bạn nữ rất là xinh, ngực tấn công mông phòng thủ mọi người. Bạn này thì ngực khá là tấn công, mông khá là phòng thủ. Chào bạn tên là gì nhỉ? Mình là Suri. Bạn sinh năm bao nhiêu? Mình năm 2000. Thầy chúa con lứa tuổi học sinh. Cháu ngon lắm cho ạ. Cháu ngon lắm. Sinh năm 2000 à? Bao nhiêu lâu rồi bạn không yêu ai nhỉ? Mình chắc phải tầm hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm không yêu ai. Hơn 1 năm không yêu ai thì lý do gì mà không có người yêu? Nhiều sự lựa chọn quá, không biết chọn ai đúng không? Thế bạn chia sẻ một chút về gu của bạn đi. Gu của tớ á? Tớ bây giờ thích kiểu gu kiểu phong cách kiểu đơn trẻ. Đơn trẻ, cao to đen hội ăn. Cao to đẹp trai đúng không? Không hôi nha. Không hôi nha. Cái gì càng to càng tốt đúng không? Đúng rồi. Okay. Không biết bảo sao tôi thấy kiểu bảnh bảnh ý. Yêu ý. Hay là tại vì tôi đã xem quá nhiều thứ trên thế giới này. Ok, thế là đã có một dàn nam, các bạn nam muốn ghép đôi với chị rồi. Bây giờ mình đi tìm hiểu vào từng bạn nhá. Bạn đầu tiên đi. Chào anh tên là gì nhỉ? Mình tên là Long, Hoàng Long. Đúng rồi. Anh tên là Long à? Anh sinh năm bao nhiêu ạ? 98, mình sinh năm 98. Anh ấn tượng điểm gì ở bạn nữ? Xinh. Xinh này, gì nữa? Đáng yêu. Đáng yêu. Cute. Cute. Em chào anh. Anh tên là gì ạ? Em tên là Dương. Anh tên là Dương. Anh sinh năm bao nhiêu? 2003. 2003. Sao trông anh rụt rè vậy? Run, trời lạnh. Run vì lạnh hay là run vì cho bạn nữ ạ? Run vì tâm hồn đẹp ạ. Nó ở cái tập. Anh ấn tượng điều gì bạn nữ? Em ấn tượng cả người chị. Cả người từ trên từ dưới. Anh bạn nữ sinh năm bao nhiêu và tên là gì chưa? Em chưa. Bạn nữ giới thiệu qua đi. Mình là Suri, mình sinh năm 2000. Chị tên thật là Suri rồi. Anh có bằng lái chưa? Em vừa được cấp tối qua thôi. Ôi giời ơi. Tuy nhiên mà vừa cấp tối qua ai cấp anh đấy? Không. Có chị khác tự, cấp à? Không, tự cấp. Tự cấp à? Chào em. Anh tên là Nguyễn Văn Đông. Anh ở Liên Hoa Lập Thạch Vĩnh Phúc. Anh ấn tượng điểm gì bạn nữ nhỉ? Tức là bạn nữ thì quá đẹp. Quá đẹp. Đẹp là người ta có thừa rồi anh. Đẹp ở điểm nào nhỉ? Đẹp ở điểm nào? Tức là thứ nhất là nhìn mình nhìn qua và cái nhan sắc và tâm hồn thấy là rất thoải mái. Thế anh có muốn gửi gắm lời gì bạn nữ không? Có, muốn gửi nhiều lắm. Gửi nhiều bây giờ anh gửi từ một chẳng câu. Chẳng hạn là mình còn đang muốn gửi cả trái tim. Gửi cả trái tim à? Ừ. Thế có được không? Không được đấy, được không nhỉ? Bạn gái đồng ý không? Cái này xem anh ạ. Để em suy nghĩ. Thế nhá, anh em mình bắt tay cái nhỉ? Nếu mà có lúc nào mà em suy nghĩ mà chín chắn, có thể là gửi tin nhắn cho anh và chúng mình nói chuyện tiếp nhỉ? Bây giờ anh thử thả thính bạn nữ một câu đi. Nói chung thì bây giờ nhìn bạn xinh gái quá mà tâm trạng mình rất đang bối rối. Nói chung là chỉ muốn có một cái thời gian nào để hai đứa nói chuyện riêng với nhau nó dễ hơn. Bây giờ cả nhà ta rất đông vui mà thổ lộ để hết thì nó lại rất đấy. Em chào anh tên là gì nhỉ? Anh tên là Ba em. Anh tên là gì ạ? Ba. Tên là Ba ạ? Ừ. Ai gặp anh cũng phải gọi là Ba luôn đấy. Đúng rồi em. Anh ấn tượng bạn nữ điểm gì nhỉ? Anh thì thấy bạn nữ nói chung là hoàn hảo. Hoàn đẹp. Từ trên từ dưới không có gì để chê. Không có gì phải chê, nhìn như thế này chê sao được. Thế anh có muốn gửi gắm lời gì bạn nữ không? Nói chung là anh nhìn thì chả có cái điểm gì để mà anh phải chê gì. Nó thực sự là anh... Cháu ngon lắm cho ạ. Cháu ngon lắm. Nhìn là xinh, đẹp, quá tuyệt vời. 10 điểm luôn. Rồi, ok anh. 9,5. Anh có biết bạn ấy tên gì chưa? Anh chưa, em tên gì em? Có phô đâu mà biết. Em tên là Suri ạ. Bạn đấy tên là Suri, bà ấy sinh năm 2000. Suri à? Suri ở Việt Nam mình ít tên Suri nhỉ? Thế sẽ bắt tay em gái nhỉ? Ok. Giờ sau khi mà đã nói chuyện và tìm hiểu qua với các bạn rồi, bây giờ sẽ là thời khắc đưa ra sự lựa chọn và chị sẽ được chọn một trong bốn anh ấy. Và chị đồng ý chọn anh nào thì chị sẽ ôm từ phía sau anh ấy nhá. Ok. Chọn hết à? Không được chọn hết. Một thôi. Tham thế. Thế bây giờ cho chị chọn 2 nhé, rồi mà tí chọn 1 sau nhé. Nhưng mà nhất định là tí nữa chị được chọn 1 thôi đấy. Ok, thế bây giờ mời bốn anh quay lưng lại ạ. Quay lưng lại giúp em ạ. Ok, em đếm từ 1 đến 3.
chị lựa chọn anh nào thì chị đến ôm vào sau lưng anh ấy nhá. 1 2 3 Chọn đi, đưa ra lựa chọn nào chị. Ok, cảm ơn anh. Sau khi mà được bạn nữ chọn thì cảm xúc của anh như thế nào ạ? Mình rất mừng, rất vui. Chỉ muốn có một thời gian nào đấy để mình gần bạn nữ, để mình có thời gian để mình yêu thương và quan tâm bạn nữ nhiều hơn. Từ lúc lọt lòng ra đến tận bây giờ có phải là để nó đớt đâu? Đang muốn có thời gian yêu thương và quan tâm bạn nữ rồi. Là cảm xúc của anh là chỉ có vui đúng không? Đang rất vui, rất là vui. Rồi, và okay. Mình muốn có một cái thời gian nào đấy để mình quan tâm và được để chăm sóc và yêu thương nhiều hơn. Ok anh. À, thế sau khi mà được bạn nữ lựa chọn thì anh cảm giác như thế nào? Rất hứng khởi và hồi hộp. Rất hứng khởi á? Và hồi hộp á? Có vui không ạ? Quá vui luôn ấy. Quá vui luôn á? À, thế bây giờ mời bạn nữ đến gần đây nào. Lý do gì mà chị lựa chọn hai người ấy? Và chị ấn tượng hai người hơn ở điểm nào so với những người khác? Bạn này thì đúng phong cách. Đúng phong cách mà đúng gu đúng không? Đang muốn thử lái. À, đúng phong cách, đang muốn thử lái. Phi công trẻ à? Rồi. Thế còn anh còn lại? Anh ấy thú vị đúng không? Đúng rồi. Nói chuyện rất hay, rất đúng duyên rồi, đúng rồi. Cảm giác cái gì đấy có gì lạ lạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ có thêm 2 phút để trao đổi với hai người và để xem là lựa chọn ra cái người nào mà mình cảm thấy hợp hơn nhá. Em ơi, thôi thì lần đầu tiên chúng mình bắt tay một cái để tiếp xúc nó thì nói chuyện. Vâng ạ. Bạn gái hỏi đi. Giả dụ nhá, em với vợ anh mà nhảy xuống sông thì anh sẽ cứu ai trước? À. Em, tức là em hỏi tới con này, mẹ này. Vợ. Không, em không nhắc đến mẹ, em chỉ nhắc đến vợ với em thôi ạ. À? Tức là ai gần thì cứu trước. Ai gần thì cứu trước ạ? À? Nhưng mà nó bơi ngang nhau ấy. Bơi ngang nhau thì... À, nghĩa là nó rơi xuống nước ngang nhau. Nhưng anh có vợ đâu? Thôi. Xạo chó, xạo chó. Hai người hỏi tiếng nhau, có gì muốn hỏi nhau không? Chào chị, xin chào. Chào trước nhá. Tối hôm qua anh cấp bằng lái cho em đấy. Đúng rồi, đang đi hỏi đấy. Em tự cấp cho em. Thật không? Nếu mình điều tra không phải tự cấp thì sao? Chị cứ điều tra thoải mái, em vừa tự cấp cho em luôn. Thế á? Chị tưởng ai cấp cho chứ? Không có. Thế á? Thế mà buổi đầu mà hẹn hò với bạn nữ thì là em thường thích đưa bạn nữ đi đâu? Đi đâu, nhưng đi những nơi chị muốn. Thế chị thường thích đi đâu? Chị thích đi vào nơi mà ấm cúng được không? Ông cũng chỉ có hai người ấy. Được. Em đáp ứng được. Được chỗ nào? Nhiều. Thử nghĩ đi. Bây giờ mình thử lấy ví dụ như những chỗ mà ông cũng mà chỉ có hai người ấy. Hiện tại đang chưa nghĩ ra. Thôi thì đang bị rối mà chưa nghĩ ra được. Nhiều nơi mà nhỉ? Nhiều. Nói chung là cái này mình tự tìm hiểu dần. Chị hỏi một câu nhá. Nếu ví dụ chị với em có đến với nhau chẳng hạn thì em có chiều chị không? Sở thích của em là chiều phụ nữ. Thế bây giờ mình đưa ra sự lựa chọn nhá. Sau khi mà đã tìm hiểu và nói chuyện rồi là bây giờ mình sẽ đưa sự lựa chọn, chỉ được chọn một trong hai thôi. Và ai mà mình cảm thấy phù hợp hơn thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về người đấy nhá. Em mời hai anh quay lưng lại ạ. Em đến từ 1 đến 3 nhá. 1 2 3. Đưa ra sự lựa chọn của mình đi ạ. Ok. Em cảm ơn anh đã tham gia chương trình ạ. Anh sau khi được là sự lựa chọn cuối cùng thì là anh cảm thấy thế nào? Rất hứng khởi và hạnh phúc. Vẫn là hứng khởi đúng không? Không có gì ngoài chữ hạnh phúc hơn.
Ok, thế còn chị đưa ra sự lựa chọn cuối cùng là anh ấy đúng không? Thế bây giờ mình tìm hiểu sâu hơn còn một vài trò chơi nhá. Ok, chơi đầu tiên nhá. Giờ em sẽ dán những tờ giấy này lên người bạn nữ và bạn nam sẽ phải dùng miệng lấy ra. Nhưng mà đặc biệt là không được nhìn và sẽ bị bịt mắt. Bịt mắt. Trước khi dán có được nhìn qua không? Không được, không thể nào. Mình ai mình chưa ăn ra như thế biết hết vị trí rồi còn đâu. Mò biết ở đâu mình. Thì biết mình phải mò. Không được dùng tay. À không được dùng tay. Mình chỉ được dùng miệng để lấy ra thôi. À giờ em sẽ dán giấy nhá. Rồi ok. Bây giờ bạn nào đến gần hơn nào. À không được dùng tay, không được dùng tay, giấu tay ở sau nào. Rồi bây giờ bạn nữ được quyền chỉ cho bạn nam nhá. Cẩn thận không bay hết đấy. 1, 2, 3 bắt đầu. Rồi. À bây giờ mình ăn kẹo nhá. Ăn kẹo cho đỡ mệt chị nhá. Nãy giờ cũng mệt rồi đúng không? Hai người ăn tối chưa? Em chưa. Chưa ăn tối à? Thế bây giờ mình ăn kẹo nhá. Bây giờ hai người sẽ cùng nhau ăn một cái kẹo. Và làm thế nào để cái kẹo còn lại ngắn nhất có thể. Càng ngắn thì là đạt yêu cầu thì chương trình sẽ cho thắng. Còn nếu mà dài quá thì sẽ phải trừ hình phạt. 1, 2, bắt đầu. Dài đi. Chốn nào. Không tạo cho nhận được. Rồi bạn nữa ăn nốt đi. Ok. Thế sau khi hoàn thành 3 trò chơi rồi thì là bây giờ hai người đã có sự lựa chọn của mình chưa? Đã có quyết định của mình chưa? Không có rồi. Chị đã có quyết định của mình chưa? Trước khi mà đưa ra quyết định quan trọng nhất thì hai người có muốn nhắn nhủ lời gì đến nhau không? Chị có muốn nhắn nhủ điều gì đến bạn nam không? Có thể chăm sóc chị cũng được. Ok. Thế còn anh có muốn nhắn nhủ điều gì đến bạn nữ không? Em mong sau rằng mong sau em, rằng nói em mong rằng sau tháng 5 này chị yêu em nhiều hơn, chỉ thế thôi. Thế
Còn lại mọi thứ để em lo. Còn lại mọi thứ để em lo. Được nghe cũng có vẻ tin tưởng được đấy. Bây giờ sẽ đến thời khắc quan trọng nhất. Và hai người phải suy nghĩ thật kỹ để trước khi đưa ra lựa chọn của mình nhá. Mời hai bạn quay lưng lại ạ. Sau em đến từ 1 đến 10. Và hai người sẽ đưa ra sự lựa chọn của mình. Nếu mà muốn tìm hiểu sâu hơn về đối phương thì hai người quay mặt lại. Còn nếu không thì có thể bước đi. 1 2 3 Đúng rồi, 10 giây. Mùa đông năm nay sẽ có hơi ấm của đối phương nhá. Và bây giờ bác nhau đi về thôi, bye bye. Ok, mọi người xem video, thấy video hay nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Hà nhé.